Xin chào anh em đam mê Liên Quân, lại là mình Bob Liên Quân đây. Chào mừng anh em lại đến với series cốt truyện các tướng trong Liên Quân Mobile, nơi chúng ta sẽ tạm bỏ qua những cuộc đấu nơi chiến trường 5v5 để đào sâu vào bối cảnh và quá khứ để hiểu thêm về các vị tướng nhé. Và hôm nay chúng mình sẽ mang đến cho anh em một cốt truyện hoàn toàn mới lạ về khu rừng Trạng Vạng. Ấy khoan đã nào, trước khi vô chuyên mục chính thì anh em cũng đừng quên dừng khoảng chừng là 2 giây để nhấn like, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Bob Liên Quân để tiếp thêm động lực cho tụi mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều, còn bây giờ thì cùng nhau vào việc thôi nào. Let's go! Rừng Nguyên Sinh nằm tách ở phần tây bản đồ lục địa Athanor, cách rất xa so với địa phận của ba thế lực khác là Tháp Quang Minh, Lâu Đài Khởi Nguyên và Liên bang Tự Do. Tuy vậy, nhưng nơi đây cũng là thế lực có chung kẻ thù là Vonkat. Giống như Lâu Đài Khởi Nguyên và Cung Điện Ánh Sáng, đứng đầu khu rừng này là nữ vương tinh linh Theoanat, người đã từng dùng mũi tên của mình để tiêu diệt Vonkat. Sau đó, vì một sự cố mà nàng đã tiến vào giấc ngủ kéo dài 1000 năm. Trong khoảng thời gian nữ vương đang đắm chìm vào giấc ngủ ngàn năm, rất nhiều các vị tướng như nữ thần rừng Paina, nàng tiên tinh linh Chrissy hay ma phong bà Jill đã góp phần bảo vệ trụ vững chính sự và cùng nhau bảo vệ bình yên của khu rừng Nguyên Sinh trước sự dòm ngó của các thế lực hang ám bên ngoài bản đồ. Nào, còn bây giờ thì ta hãy điểm sơ qua về các vị tướng của khu rừng xinh đẹp nhưng lại vô cùng mạnh mẽ với đa dạng các loài sinh vật đang sinh sống tại đây nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các vị tướng đang sinh sống và bảo vệ cho khu rừng Nguyên Sinh. Vị tướng đầu tiên phải kể đến trong danh sách này đó chính là nữ vương Theoanat. Nàng là vị chủ nhân của khu rừng Trạng Vạng và là một trong những chiến binh dũng cảm cùng với phe Cung Điện Ánh Sáng và Lâu Đài Khởi Nguyên chống lại cuộc xâm lăng lần đầu của phe bóng tối. Theoanat với kỹ năng bắn cung tuyệt vời của mình đã lập được biết bao nhiêu chiến công hiển hách trong trận chiến và mặc nhiên trở thành một huyền thoại và chủ đề ngợi ca của bài hát và ánh thơ qua nhiều thế kỷ. Chiến công xuất sắc và vang dội nhất của Theoanat khi nhắc đến vị nữ vương này đó chính là trận chiến cuối cùng chống lại đội quân xâm lăng khi nàng đã dùng mũi tên để kết liễu chú tể bóng tối. Chính mũi tên này đã cứu tất cả sinh vật không được thần linh bảo hộ sống sót qua thời khắc đen tối nhất của lịch sử. Về sau, vì một vài biến cố đã khiến cho cơ thể và trí óc của nàng bị ăn mòn bởi sức mạnh hắc ám của chú tể bóng tối. Tuy vậy, trong giây phút hấp hối, nàng đã buộc phải phong ấn bản thân và tiến vào giấc ngủ sâu kéo dài hàng ngàn năm để cho toàn bộ sức mạnh hắc ám trong người được vô hiệu hóa hoàn toàn theo thời gian. Sau một khoảng thời gian dài yên bình, khi nhìn thấy cơ hội quay lại của mình trong cuộc xâm lược lần thứ hai của phe bóng tối, Malak một lần nữa phát động cuộc tấn công nhằm thảm sát khu rừng Trạng Vạng nhằm chiếm đoạt sức mạnh tối tăm bên trong Theoanat. Trong lúc nguy cấp, Theoanat đã phá vỡ phong ấn và nhanh chóng trở lại chiến trường, chiến đấu cùng với những người đồng đội thuộc rừng Nguyên Sinh. Những vết tích trên gương mặt nàng lúc này cho thấy Theoanat đã phải cố gắng chịu đựng suốt ngàn năm qua và hiện giờ nàng đã có thể hoàn toàn làm chủ nguồn sức mạnh bóng tối trong cơ thể. Đối mặt với binh đoàn quỷ dữ, Theoanat một lần nữa cầm cung tên để tham gia bảo vệ cuộc sống của tất cả sinh vật. Thứ hai, vị tướng tiếp theo được nhắc đến đó chính là nữ tinh linh Chrissy. Cô nàng hiện đang là lãnh tụ thủ vệ quân của khu rừng Trạng Vạng. Đồng thời, cô cũng là người bạn thân từ nhỏ của nữ vương Theoanat. Và sau khi Theoanat tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, thì Chrissy vẫn luôn bên cạnh cô. Cũng như Chrissy đã bao lần tập hợp đội quân tinh linh và linh vật để giữ nền hòa bình cho khu rừng Nguyên Sinh khi vị nữ vương tạm thời vắng mặt và góp phần bảo vệ cho muôn loài sinh vật đang sinh sống. Ở vị trí thứ ba, đó chính là anh chàng ma phong ba Jill với vai trò thân vệ của rừng Nguyên Sinh. Cũng trong cuộc chiến đấu với lực lượng hắc ám lần đầu tiên, Jill đã cùng lực lượng rừng Nguyên Sinh ra tay diệt trừ hàng tá quỷ dữ. Những chiến tích xuất sắc và vang dội đã giúp cho Jill giành lấy đỉnh cao danh vọng và sự ngưỡng mộ từ mọi người. Tuy nhiên, không ai hiểu tại sao ông lại từ chối danh hiệu người bảo vệ khu rừng Trạng Vạng. Đơn giản, Jill nói rằng, vinh quang là không phù hợp với bản chất tự do của mình. Tuy vậy, nhưng trong 1000 năm, Jill đã chấp nhận từ bỏ sự tự do mà ông vốn hằng mong muốn để canh giữ cho giấc ngủ của Theoanat. Đây là cách để đáp trả lại sự tin tưởng vô điều kiện mà nữ hoàng đã dành cho ông. Cái ngày mà nữ hoàng Theoanat thức dậy, Jill cũng chính là người đầu tiên trở lại bên cạnh cô. Thứ tư trong danh sách là một vị tướng có cùng chức vụ thân vệ của rừng Nguyên Sinh như Jill. Đó chính là người khổng lồ lục địa Lumbur. Và cũng chính Jill là người đã ngỏ lời mời Lumbur gia nhập vào lực lượng phe rừng Nguyên Sinh.
Sau khi chấp nhận lời mời ấy, Lumbua rời khỏi núi rừng, nơi nghỉ ngơi hàng ngàn năm qua của mình, để gia nhập đội quân bảo vệ thế giới. Trước bầy ác quỷ hung hãn, Lumbua vẫn luôn là một lớp lá chắn đáng tin cậy cho các sinh vật về ánh sáng. Đã từng có lần hàng ngàn đợt ác quỷ công kích liên tục, nhưng Lumbua vẫn chẳng hề hán gì. Người khổng lồ ấy sừng sững hiên ngang đầy vững chãi trước một thế lực bảo vệ đầy hung mạnh như thế, đến cả biển ác quỷ cũng đành phải bó tay rút lui. Một thân vệ khác rất đáng tin cậy của khu rừng nguyên sinh đó là đại sư gấu mèo Zuka. Zuka được sinh ra trong một ngôi làng xinh đẹp và trù phú thuộc vương quốc rồng. Nhưng lực lượng sa đọa xuất hiện từ thung lũng quỷ dữ thì chúng đã lan truyền dịch bệnh và hỗn loạn, khiến cho ngôi làng yên bình này chìm trong ngọn lửa chiến tranh. Trong một nỗ lực để chạy trốn, Zuka trẻ tuổi bắt tay vào một cuộc hành trình dài với gia đình của mình, vượt qua ngọn núi đầy nguy hiểm đến với khu rừng chạng vạng huyền thoại. Trong suốt cuộc hành trình, Zuka đã chứng kiến nhiều tội ác của lực lượng sa đọa và ông cũng đã nhiều lần phải ra tay cứu người vô tội trong tay bọn chúng. Cứ như thế, những câu chuyện về người anh hùng Zuka đã nhanh chóng được lan truyền khắp nơi, từ cung điện ánh sáng đến lâu đài khởi nguyên. Sau đó, theo lời mời của khổng lồ lục địa Lumbua gia nhập, Zuka chính thức gia nhập đội quân kháng chiến, trở thành một chiến binh với nhiệm vụ tiêu diệt tà ác và bảo vệ hòa bình. Ngay cả nữ hoàng Tewanat cũng đã chuẩn bị một lễ đón xa hoa cho vị chiến binh danh dự đến với khu rừng. Và vị tướng cuối cùng cũng nằm trong thủ vệ quân, đó chính là hai anh em Timmy. Ti và Mi đã có một cuộc sống thảnh thơi trước khi trở thành những chiến binh. Mặc dù chiến tranh đã đến vùng đất của Avata, nhà thông thái Mi vẫn nói rằng bầu trời sẽ không bao giờ sụp đổ. Trong lúc ấy, tất cả mọi thứ Ti quan tâm chỉ là làm cách nào để ăn no bụng mỗi ngày. Khi đạo quân Lộc Khảm bất ngờ quay trở lại, cũng là lúc cả hai phải lao vào cuộc chiến. Mi đã sử dụng tất cả mưu kế của mình để chỉ dẫn cho Ti và đồng đội, cậu lãnh đạo họ để đánh trả lại kẻ địch từ vùng đất cao hơn. Trong lúc phải đối mặt với hiểm họa chết người, Ti dần trưởng thành và quyết đoán hơn. Anh ta nghe theo mọi mệnh lệnh của Mi và thậm chí còn đặt mình vào giữa đồng minh và nguy hiểm. Với khả năng chống chịu đáng kinh ngạc của bộ giáp mà Mars đã chế tạo cho và sức mạnh từ dấu ấn hồi sinh được khắc trên mình, Timmy đã đẩy lùi đội quân Lộc Khảm ngay khi chúng vừa quay trở lại và tiếp tục truy sát kẻ địch nơi xa khỏi địa phận khu rừng. Sau trận chiến, anh em đã nhận được rất nhiều lời ca ngợi và biết ơn, và nó đã mang đến cho họ sự hãnh diện to lớn. Một lực lượng khác để cùng những thân vệ bảo vệ khu rừng đó chính là những chiến binh, và nhân mã Bà Đùm chính là một thành viên thuộc đội chiến binh này. Ông là một huyền thoại từ thời kỳ hoang sơ nhất của vương quốc. Bà Đùm đã chứng kiến tất cả từ sự khởi đầu và kết thúc của cuộc chiến giữa nhân loại cùng tộc Avata hay trận chiến chống lại hai đợt hắc ám xâm lược. Suốt một thời gian dài, người ta vẫn cho rằng Bà Đùm vẫn chỉ là một câu chuyện cổ tích. Thậm chí ngay cả các cư dân lâu đời của khu rừng rậm Elbon cũng không chắc Bà Đùm vẫn còn sống hay không. Chỉ khi Volkat, vị chúa tể hắc ám một lần nữa trỗi dậy cùng đoàn quân Lộc Khảm của hắn, mọi sinh linh mới được diện kiến Bà Đùm. Chính xác hơn thì tất cả những gì họ thấy là một tấm lưng vững chãi khi ông đang dẫn đầu tả xung hỗn độn giữa muôn vàn quần hắc ám Lộc Khảm. Nhưng chỉ thế thôi là đã quá đủ để khích lệ sĩ khí của tất cả binh lính. Avata lên cao cho đến ngút trời, và từ đó hình ảnh vị chiến binh vĩ đại Bà Đùm mãi mãi in đậm suốt đời trong lòng họ. Và tiếp theo đây chính là vị thần hộ vệ biển hoa Helen. Helen là tinh linh cuối cùng do tổ thụ sinh ra trước cuộc hắc ám cấm lăng lần thứ hai. Sau đó, Baina cùng Iplet đã phát hiện cũng như mang cô bé về làm con nuôi. Về sau, nàng trở thành đệ tử của người bảo vệ biển hoa lúc bấy giờ chính là Baina. Cho đến một ngày, khi ma tộc vực hỗn mang xâm lược một lần nữa, Helen bất chấp yêu cầu của Baina để rời đi, trong khi đáng ra cô không được phép. Điều đó dẫn đến việc Vera xâm nhập vào rừng nguyên sinh nhưng không bị phát hiện. Sau đó, Baina đã phải hy sinh bản thân để phong ấn lối vào rừng nguyên sinh. Đó là lần đầu tiên Helen nhận ra mình đã sai lầm nghiêm trọng, không thể cứu vãn, và từ đó cô nàng tiếp nhận vị trí thần hộ vệ biển hoa thay cho Baina. Ẩn mình giữa Avata có một bộ lạc nhỏ tôn sùng mặt trăng. Cứ 30 năm, một người phụ nữ trẻ sẽ được chọn để trao quyền năng của mặt trăng và trở thành cận vệ của bộ lạc. Khi thời gian tuyển chọn đến gần, Lindis và Luna là hai ứng cử viên sáng giá nhất khi mà họ thể hiện tiềm năng to lớn của mình, phát triển và kiểm soát được hoàn toàn năng lực siêu nhiên của mặt trăng. Nhưng Lindis biết cơ hội của cô là rất nhỏ. Người chị của cô có tài năng vượt trội hơn cô về mọi mặt. Nhưng không may thay, trong một lần chiến đấu với Morgana, Luna đã bị thương nặng. Dưới ánh trăng bạc, Luna dần dần yếu đi. Năng lượng của cô đã đưa cho Lindis hồi sinh từ bờ vực của cái chết. Lindis, chị tự hào về em.
Đó là lời cuối cùng của Luna trước khi cơ thể cô hòa vào mây khói, báo hiệu sự kết thúc của sợi dây kết nối tâm linh giữa hai người và cả sinh mạng của cô nàng. Lilith vô cùng đau khổ, dùng hết sức mình bắn một mũi tên chí mạng về phía Morgana. Linh hồn Luna giờ đã hóa vào chiếc nỏ, gọi theo sức mạnh tinh túy nhất của mặt trăng bạc trong phát bắn. Bị cú bắn đó làm thương nặng, Morgana bỏ trốn và thề sẽ không bao giờ trở lại bộ lạc này. Luna, em hứa với chị, em sẽ bảo vệ bộ lạc của chúng ta đến hơi thở cuối cùng. Và từ đó Lilith trở thành trưởng bộ lạc, cũng như là một tư tế nhân mã bảo vệ cho ngôi nhà chung rừng nguyên sinh. Cuối cùng trong danh sách này chính là một vị tư tế khác, đó là vị tư tế sư tử Arum. Cô vốn được sinh ra tại một tiểu trấn nhỏ vùng biên giới thuộc Tân Liên Hiệp. Khi còn bé, cô nàng đã cứu một chú sư tử tên là Leo. Khi lớn lên, Arum vì từ chối lời cầu hôn của một người tham gia bữa tiệc trưởng thành của cô mà khiến cho cha nàng bị ngồi tù. Còn Arum lúc này đã trốn đến khu rừng trạng vạng. Nhưng khi Arum đến nơi, rừng nguyên sinh cũng không hề đối đãi nàng dễ dàng. Nó dùng đủ mọi loại khảo nghiệm để đánh giá kẻ xâm nhập ngoại lai này. Trong thời điểm đó, Arum một lần nữa gặp lại Leo. Thân của con sư tử phát ra ánh sáng màu lam nhạt, nó đứng dưới một gốc cây đại thụ và nó cứ bình tĩnh mà nhìn nàng. Nàng và Leo đã có một cuộc trao đổi, nàng quyết định trở thành tư tế của tộc sư tử để có được sức mạnh cứu lấy người cha của mình. Và cũng từ đó Arum đã trở thành một phần của khu rừng trạng vạng. Bên cạnh những vị tướng vẫn còn sinh sống và bảo vệ cho khu rừng trạng vạng thì vẫn có một số vị tướng khác mặc dù được sinh ra tại khu rừng nhưng đã rời đi vì những lý do khác nhau, chẳng hạn như chú thỏ tại phía Slim. Mặc dù được sinh ra trong rừng nguyên sinh nhưng hiện tại anh chàng thỏ đang hoạt động tại một khu vực giáp ranh giữa lâu đài khởi nguyên và rừng trạng vạng. Cũng tương tự như các người buôn bán khác, hắn luôn tin vào giá trị cốt lõi của thương mại, đó chính là công bằng. Vì thế mà Slim không thật sự ngả về bất kỳ phe phái nào cả. Đối với Slim, hắn sẽ về phe nào mà bản thân hắn cảm thấy có lợi để kiếm tiền mà thôi. Vị tướng tiếp theo đã rời bỏ quê hương của mình, đó chính là chú cáo Phoenix. Anh chàng cáo rời khỏi khu rừng với mục đích chẳng tốt lành là mấy, đó chính là để đi ăn trộm. Sở hữu cho mình một tốc độ vượt trội, Phoenix nhanh đến mức chẳng có một con gà nào thoát nổi tay hắn ta, và cũng chẳng ai có thể tóm được hắn. Và cứ như thế, anh chàng cáo Phoenix đã trở thành tên trộm với mức tiền thưởng cao kỷ lục từ trước đến nay, cũng là kẻ khiến cho các quan viên an ninh của Tân Liên Hiệp luôn phải đau đầu khi nhắc đến. Tiếp theo trong danh sách này chính là Kirot, anh chàng hiện đang là lĩnh chủ biển Slaughter. Dưới ách thống trị của hắn, vô số cuộc chiến nổ ra một cách đầy hỗn loạn tại mọi ngóc ngách của biển khơi. Màu xanh của biển ngày càng nhuộm màu đỏ thẫm của máu từ vô vàn sinh vật biển, và tất cả sự hỗn loạn cuồng bạo này đã khiến thế lực ma quỷ trên đất liền bắt đầu lưu tâm đến. Tara, một trong các chỉ huy của lực lượng Sa Đoạ, xuất hiện cùng chiếc búa khổng lồ chứa danh của cô và một lực lượng hung hậu đã khiến Kirot kiệt sức tới mức chẳng thể vùng nổi vũ khí của mình lên lần nữa. May thay, Gret cùng viện quân đã đến kịp thời để cứu lấy Kirot đang hấp hối. Sau khi phục hồi, Kirot quyết định trở thành đồng minh của khu rừng trạng vạng để thể hiện sự tri ân và cũng nhằm chờ đến ngày có thể sẽ báo thù bè lũ Sa Đoạ. Vị tướng tiếp theo cũng là vị tướng đã được nhắc đến phía trước, đó chính là quái vật biển Gret, hiện đang giữ vai trò lĩnh chủ biển Poling. Các ghi chép cổ đại không có nhiều thông tin về nguồn gốc của Gret. Mọi người chỉ biết hắn được sinh ra tại khu rừng nguyên sinh. Trong chiến tranh giữa người và thú, Gret chiến đấu không sợ hãi trên tiền tuyến. Hắn không ngừng hành hạ con người. Thật ngạc nhiên, Gret không trở về với biển Poling sau khi chiến tranh kết thúc, mà thay vào đó hắn lại theo đuổi mục tiêu cao hơn so với việc thôn tính những kẻ yếu đuối. Vị đại thụ Iplet cũng là một nhân vật đã rời khỏi khu rừng trạng vạng. Iplet vốn luôn tò mò với tất cả mọi điều trên thế gian và luôn khát khao tìm hiểu, học hỏi nhiều hơn nữa, và đó cũng là nguyên nhân cho việc rời khỏi quê hương. Ông quyết tâm đã đến lúc bứng rễ để vươn xa hơn đến thế giới ngoài kia để tìm hiểu về các sinh vật trên đời. Và cuối cùng, rừng Veno là nơi dừng chân của ông. Khi không chỉ mang lại sự cân bằng cho thế giới mà còn đóng vai trò là chắn chặn tất cả mưa tên đạn lạc cho vạn vật, nơi này chính là quê hương thứ hai của ông. Grisit vốn là hậu duệ của bộ tộc thân ẩn trong rừng, nguyên chất và là kẻ được đưa vào danh sách người kế thừa. Nhưng ai cũng không ngờ được hắn cư nhiên bỏ trốn trở thành một kẻ lưu vong, chứ không muốn đảm nhận vị trí tư tế của bộ lạc. Trong quá trình giặt nhà, Grisit đã làm quen với Iplet của rừng Veno, và điều này đã khiến hắn bắt đầu có những trải nghiệm thú vị tại nơi đây.
Một đứa con khác cũng lựa chọn rời khỏi khu rừng xinh đẹp đó là Dextra. Dextra vốn là một bán tinh linh. Sau khi mất đi phụ mẫu, thời thơ ấu Dextra một thân một mình sống trong ven rừng rậm. Sau khi cùng Synergia sống sót rời khỏi khe nứt vực hỗn mang, cô nàng đã lựa chọn không trở về quê nhà, mà thay vào đó là gia nhập vào tổ chức hội ám hoàng để hoàn thành mục tiêu trả thù của mình. Kế tiếp phải kể đến đó là Elandor. Vị tinh linh này sau khi phạm phải tội lỗi nặng nề đã khiến cho khu rừng chịu tổn hại và đã chấp nhận mang theo hồn đăng và rời khỏi nơi đây để trở thành kẻ lưu vong, để chuộc tội bằng cách mang cho thế gian sự ấm áp và bình yên bằng khả năng ca hát của mình. Và cuối cùng trong danh sách này đó là cô nàng Aya bé bỏng. Aya để thực hiện lời hứa của mình với Elandor đó là cô ấy sẽ rời khỏi Avatar và mang theo buổi biểu diễn của mình đến khắp Athanor để mọi người đều có thể nghe thấy cô ấy hát, cùng với việc người bạn đồng hành tiểu bạch của cô mất tích nên Aya đã quyết định lên đường tìm kiếm người bạn của mình, đồng thời thực hiện lời hứa với Elandor ngày xưa. Ngoài ra, trong khoảng thời gian kiên cường chiến đấu với lực lượng Sadoa, lực lượng rừng nguyên sinh cũng đã nhận lại vô vàn sự mất mát của các sinh linh. Nổi bật nhất trong đó là sự ra đi của Baina, một thành viên rất mạnh của lực lượng. Baina trước đây vốn là tư tế biển hoa của rừng nguyên sinh. Cô có mối quan hệ rất thân thiết với Lauriel, thuộc lực lượng cung điện ánh sáng. Nguyên nhân cho sự thân thiết này đó là khi cả hai đang đối mặt với sức mạnh hủy diệt của Alector, Lauriel quyết định giao suối nguồn ánh sáng lại cho Baina, còn bản thân thì ở lại giữ chân Alector. Nhưng hai người đều không thể tránh khỏi những đòn sấm sét của hắn, cả hai đều bị thương tổn khắp người. Vào thời khắc chủ chốt, Baina dùng chút sức lực cuối cùng để uống suối nguồn ánh sáng, sức mạnh của ánh sáng bùng phát ra trong cơ thể cô, nó phát ra nhanh chóng chữa trị vết thương trên người của Lauriel. Dưới sự trợ giúp của Baina, Lauriel đã phục hồi và đẩy lùi được Alector. Sau sự việc, Lauriel kiên quyết mời Baina gia nhập vào cung điện ánh sáng, nhưng Baina đã từ chối rằng: "Ta đã thề ở mãi trong khu rừng nguyên sinh, nhưng những ai đến từ cung điện ánh sáng sẽ mãi là bạn của ta." Về sau trong trận đại chiến ánh sáng và bóng tối lần thứ hai, vì khắc phục lỗi lầm của người học trò Helen, Baina đã cố gắng dùng hết sức mạnh của mình để chiến đấu với Vera. Mặc dù thành công đẩy lùi ả ra khỏi địa phận biển hoa thuộc rừng nguyên sinh, nhưng đổi lại, Baina đã phải từ bỏ mạng sống của mình. Quan hệ giữa Elandor, Chrissy và Aya. Chrissy từ lâu đã thầm thích Elandor và khi anh chàng quyết định rời khỏi khu rừng thì Chrissy đã bày tỏ tình cảm cùng niềm ủng hộ của mình với anh chàng. Cả hai người cũng là người đã tìm thấy Aya khi cô bé từ một con sóc biến thành người và họ cũng như những người thầy cô giáo truyền cảm hứng và kiến thức âm nhạc cho Aya. Thứ hai, Badum và Iplet là hai người bạn thân dù cho họ đã không gặp nhau vài trăm năm rồi. Thứ ba, trong mắt Jill thì người quan trọng nhất chỉ có thể là nữ vương Tewanat, và chính vì thế nên khi cô nàng bị chìm vào giấc ngủ ngàn năm thì Jill đã vô cùng tự trách mình vô năng và luôn ở bên cạnh bảo vệ cũng như chăm sóc cho Tewanat. Và trên đây chính là cốt truyện của lực lượng khu rừng Trạng Vạng, một lực lượng vừa đa dạng sinh vật vừa rất mạnh mẽ trong công cuộc chiến đấu chống lại lực lượng Sadoa để giữ lấy sự yên bình cho toàn lục địa Athanor. Hãy chờ đón những video tiếp theo về những vị tướng này nhé. Đừng quên like và bấm subscribe cho kênh Bọc Liên Quân cùng chúng mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!